Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Huấn luyện viên Park Hang-seo được phát hiện nhiễm Covid-19 sau chuyến đi Bình Định xem trận đấu của đội chủ nhà với câu lạc bộ Viettel ở vòng 1 V-League 2022. Theo thông tin từ VFF, thì huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam có vài triệu chứng thông thường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Ông vẫn có thể duy trì công việc thông qua hình thức trực tuyến cùng các cộng sự. Ông Park sẽ chờ kết quả xét nghiệm âm tính để trở lại với tuyển Việt Nam ở các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 vào cuối tháng này. Trước đó, tuyển Việt Nam đã ghi nhận một số ca mắc Covid-19 của Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh. Tuy nhiên, họ đều chỉ có triệu chứng nhẹ và đã sớm bình phục. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 14 tháng 3 và sẽ có 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Oman trên sân Mỹ Đình. Sau đó, đội sẽ có chuyến làm khách trước Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.